chương thứ 6. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà Người được ban cho là gì? Và thế nào tay Người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải Người là thợ mộc con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em Người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng: Giăng là người làm phép báp têm đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự Người làm ra các phép lạ. Người thì nói ấy là Eli, kẻ thì nói ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng ấy là giăng mà ta đã truyền chém, Người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục, bởi cớ Herodia vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm giăng muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ Người, khi nghe lời Người rồi lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herodia vào, nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất cứ ngươi xin điều gì ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của Giăng Báp Tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp Tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ Giăng nghe tin đến lấy xác Người chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng:
các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy, những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên. Vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến gấu áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả.